Anh nhìn thấy này, nạm em ninh trong 3 tiếng rồi sẽ mềm như này này. Anh thấy vẫn hơi hồng hồng nhỉ? Hồng này là em ninh nó tới độ đấy, anh nhìn này, mềm không? Nhưng mà tức là nó cũng đã chín rồi đúng không? Chín hết rồi anh ạ. Ừ. Anh xem này, nước này em. Anh sờ bây giờ bò nhà em vẫn còn nóng nguyên nước này. Ấy, nhìn là nó vẫn ứa nước à. Bò này là bò chiều này nhà em mới nhập về. Còn bò sáng này là bán hết rồi. Nếu mà hàng chiều mà hết thì mình phải báo thêm hàng ra, anh nhìn này, nước bò nó ra này. Nhà em lấy luôn cái nước ninh nạm này để nấu thành nước lẩu luôn. Ninh trong 3 tiếng với quế hồi thảo quả. Anh ăn xem bây giờ vẫn còn nóng hổi luôn. Đây là các bạn, đây mình cũng đã được sự cho phép của bạn đầu bếp rồi. Các bạn nhìn miếng thịt này. Nó cảm giác nó rất là tươi mềm, ăn nó mọng nước ấy. Xin phép em nhá. Vâng. Mời mọi người nhá. Đây mình xin phép ăn vụng trước các bạn. Thịt rất mềm. Anh em cảm nhận thấy ngon cảm giác không? Nó ngọt của thịt em. Đây. Em luộc hình như là không cho gia vị gì đúng không? Nhà em không anh ạ, nhà em chỉ ninh với ninh mộc với hồi thảo quả luôn. Các bạn nhìn. Miếng thịt ngon. Đây là tổ ong của nhà em đây. Tươi luôn, sáng nào nhà em cũng nhập mà. Đây hình như là cái phần đầu này là phần dạ guốc đúng không? Đúng rồi, guốc anh ạ. Cái phần dạ guốc đấy thì ăn giòn lắm. Ăn giòn. Cái này nhà em ninh kỹ rồi, trái dày ăn nó không dai cho nên không sợ anh ạ. Sách này mình ninh trong khoảng thời gian là bao lâu đấy? Em ninh trong vòng 1 tiếng 20 phút là nó sẽ mềm. Ra nhúng vào lẩu, ăn khách ăn thêm là vừa. Ăn lẩu mà ăn gầu tươi này cũng rất là ngon. Đây khách này khách quen thì người ta gọi gầu mỡ. Nếu mà khách nào mà ăn gầu chín thì nhà em cũng có gầu chín luôn. Tức là thường gầu chín để ăn phở thì hợp hơn. Vâng đúng rồi, gần đây ăn lẩu thì người ta ăn gầu tươi hơn. Mỡ này nó giòn sần sật anh ạ. Trung bình mỗi một nồi lẩu thì mình sẽ cho khoảng mấy miếng như này? Nhà em đang để là 2 lạng rưỡi một nồi lẩu anh, một suất này anh ạ. 2 lạng rưỡi thì nó phải hơn chỗ này nữa. Đây em đang thái một nồi cho khách đây. Nhìn gầu vàng ngon. Đây một nồi thì nó được tầm như này. 2 lạng, hơn 2 lạng. Thế là em áng chừng thôi chứ không phải cân đo đong đếm gì đúng không? Vâng. Nói chung là tầm hơn 2 lạng anh ạ. Đây tổ ong này cũng 2 lạng. Tổ ong dạ guốc. Dạ guốc. Đây là nạm. Nạm này thì ninh chín rồi. Vừa mình thái đấy ạ. Thế là có mỗi gầu là mình để sống. Có cả tủy ở đây nữa anh ạ. Tủy này là tủy sống. Tủy này mỗi con bò nó cũng không có nhiều. Vâng, dạo này hàng nó cũng hiếm anh ạ. Khoảng tầm hơn mét thì em gom được hàng tủy tủy tươi bây giờ nó cũng là cái khó lắm. Đây là gân y. Gân này ninh thì lâu hơn một chút. Gân này phải ninh hơn 2 tiếng thì nó mới dừ được. Đây là củ quả đây anh ạ. Đây là khoai môn đúng không ạ? Khoai môn. Mướp ăn cho nước lẩu thơm cực. Có cả củ sen nữa đây. Đây là đuôi đây ạ. Đuôi thì nhà em đang để là 1 lạng 6. Đuôi này em cũng đã hầm rồi đúng không? Vâng, tất cả nhà em hầm hết rồi. Đuôi này mà không hầm thì cũng là không nhai được thật. Hầm nhà em linh mềm hết rồi. Trên đĩa nhà em thì cũng cho thêm cả nấm đông trùng nữa anh ạ. Tại vì là cái nấm này nó rất là bổ và nó cũng rất là đắt cho nên và cho khách nữa. Cho nên nó hợp lý ở trong cái này như này thì bổ quá nhờ. Vâng ạ. Anh thấy ở đây là hình như mình không có kiểu như là súng đạn hay cà bò gì đúng không? Hôm nay thì nhà em hết rồi anh ạ, bán hết buổi trưa rồi, tối không còn nữa. Tức là mình sáng, có đến đâu thì mình bán đến đâu. Nhà em có anh ạ. Ừ. Nước dùng nhà em đây, nước lẩu nhà em đây. Anh thấy cái nước lẩu nhà em sao nó có một cái màu vàng như kiểu mà có sông ấy nhỉ? Màu này là màu của nấm đông trùng. Khi mà bọn em cho nấm đông trùng vào đây thì nó sẽ ra màu vàng và nó ra được cái tinh chất của nấm cho nên sẽ ngon hơn và nó sẽ bổ dưỡng hơn. Gầu, nạm, gân và xương bò là bọn em ninh chung vào trong một nồi để ra được cái nước dùng như này. Sử dụng 100% xương bò. Thế là mình ninh trong vòng thời gian bao lâu thì để được cái nồi nước dùng? Bây giờ là ninh qua đêm nó hết chất. Tối đến ngày em có một bảo vệ ở đây là trông luôn cái nồi nước này, sáng mai là bàn giao cho bếp là xong. Mét bò này em thì dài đúng 1 mét luôn. 5 loại bò và 1 loại thịt ba chỉ lợn. Loại thứ nhất đây là loại U rồi. Ăn cái này vừa giòn vừa mềm luôn. Còn cái thứ hai, loại bò thứ hai là loại thuống. Hay người ta gọi là loại vai đấy. Còn đây là nầm, nầm bò. Nhà em thái nầm cực dày luôn. Đây là nầm anh nhìn có vẻ là như là nầm tươi đấy nhỉ? Nầm tươi anh ạ, nhà em là sáng về bóp còn ra sữa cơ. Thế hả? Đây là loại thăn bò. Đây là bò thăn. Ăn bò thăn này thì mềm nhất. Trong con bò thì thăn là mềm nhất. Đây là tim đúng không? Vâng, đúng rồi, đây là tim này. Tim này vừa vẫn còn chảy máu luôn. Nói thật với anh đây vẫn còn chảy máu luôn. Còn đây là ba chỉ ạ, ba chỉ lợn. Ba chỉ lợn. Ba chỉ lợn thì quá quen rồi. Nhưng anh thấy là nhà mình chuyên bò sao tự nhiên lại có cả ba chỉ lợn ở đây thế nào? Nhiều khách người ta không ăn được thịt bò nên phải đá thêm tí ba chỉ anh ạ.
Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Việt Food. Giới thiệu với mọi người, hôm nay trải nghiệm của mình là có em An và em Ánh, là hai người em của mình. Hiện tại thì An và Ánh cũng đang là một food review. Mình cũng rất là vinh dự được mời hai em đi trải nghiệm cùng mình tới nhà hàng là Bò Ba Xu. Nhà hàng này mình biết là cũng rất lâu rồi, thì trước đó họ làm chuyên về các món về trâu, nhưng mà tới thời điểm hiện tại bây giờ thì họ lại làm chuyên về bò, tức là họ thay đổi một chút. Ở trong này họ có cái món lẩu bò ông tỳ bà cũng rất là đặc biệt và lạ ấy các bạn, và thật sự mình thấy giá họ bán ở đây cũng rất là hợp lý luôn. Anh hỏi An một chút là bình thường thì An có hay quay những nhà hàng kiểu như này không? Thì bình thường thì kiểu như là em cũng học sinh sinh viên thôi, nên là em đi ăn ở đâu thì em quay đấy thôi. Chứ bình thường thì cũng không hay đi vào những cái nhà hàng sang trọng như này lắm. Ok, thế thì hôm nay anh sẽ dẫn hai em vào trong này để trải nghiệm các cái món ăn của nhà hàng. Bây giờ xin mời mọi người cùng hai em vào trong này nhé. Đi. Đây, địa chỉ ở đây là số 91 đường Võ Thị Sáu các bạn ạ, quận Hai Bà Trưng nhé. Đấy thì các bạn có thể quan sát cái không gian nhà hàng ở đây cũng rất là sang trọng. Đây, lúc này mình tới là khoảng hơn 6 giờ một chút, vẫn sớm. Thì trong này họ có một bàn khách. Em thấy cái không gian ở đây thế nào? Rộng anh ạ. Trước tiên là phải thấy rộng này. Không gian này anh thấy kiểu như là bia hơi hợp lý. Ở đây thì nhà mình có cả lẩu cả nướng. Dạ vâng ạ, nhà em hiện tại thì có hai mô hình, đó là lẩu và nướng chuyên về bò tươi ta. Dạ vâng ạ. Anh em mình ăn gì đi em? Đấy, giờ anh dẫn em vào đây em chưa biết ăn gì. Nó để anh chọn đi. Đi tham quan tí nhá. Em ở đây thì nhà mình có cái phòng riêng. Có phòng VIP ạ. Dạ vâng ạ, có VIP bên trong kia. Nhà em hiện tại có 3 khu là khu A, khu B, khu C và khu VIP. Nếu mà tổng ở đây thì có bao nhiêu bàn? Nhà em được hơn 40 bàn đấy. Hơn 40 bàn là riêng ngoài này. Dạ vâng ạ. Còn chưa tính là trong phòng riêng. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Ngoài đây thì khu A bọn em 23 bàn. Còn khu kia thì hơn 30, 40 bàn đấy chị ạ. Em ơi, ngồi như thế. Bây giờ em nó mời anh có muốn không? Tiếc quá các bạn ạ, thật sự là đang quay thì Ánh lại có việc đột xuất gia đình hay là lại phải về trước, là không trải nghiệm được cái món ăn cùng mình với An. Thì anh em mình có gọi một cái set lẩu 395.000. Đây các bạn này, lúc nãy mình đã quay cho bạn xem. Cái set này là có giá 395.000 nhé. Thì anh em mình sẽ ăn sau. Anh em mình sẽ trải nghiệm cái món nướng trước. Đây, đây là cái gọi là mét nướng. Mét nướng. Như cái thuyền. Cái này là 399.000. Anh em mình ăn nướng trước nhé, lẩu ăn sau nhé. Ăn như này chắc chắn là đêm nay về là sẽ kệnh bụng à. Thừa chất, thừa đạm. Ở đây bếp nướng của họ là 100% bằng than hoa. Kèm theo đấy thì họ có thêm kim chi này các bạn này. Nước chấm ở đây thì họ có muối tiêu. Và đây là sốt me. Ăn nướng này thì phải kiên trì một chút mà có thời gian. Mà các bạn mà nướng cũng kiểu như là nướng vội quá thì ăn nó sẽ không đảm bảo. Mà nướng nhanh quá cho nhiều vào thì nó cháy, ăn không kịp thì nó mất ngon, nó khô thịt ấy. Này anh ăn tin. Mời mọi người nhá, mời em. Anh đưa anh ấy ngồi ăn đi anh ơi. Đây mình chấm với cái sốt me trước. Mời anh, mời mọi người. Cái mềm nhở. Mềm. Mà nó không có mùi không? Thực ra là nếu mà cái tim này mà để đông lạnh mà kiểu như người ta không cắt ra, mà để cái tiết nó đọng xong ấy, thì nó sẽ sinh ra mùi. Nhưng ở đây là cái nầm này cũng chín rồi. Đấy các bạn nào, thì hôm nay anh em mình đến cái quán Bò Ba Xu để có thể là quay cái quy trình làm lẩu ông tỳ bà và bò nướng than hoa. Thì cũng thưởng thức một số những món ở đây, đó là bò nướng than hoa 1 mét. Đây các bạn này, nhìn rất là dài, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi các bạn. Rồi mời cả nhà nhá. Mời hai em nhá. Ăn đi anh. Đây là ba chỉ lợn. Em vừa ăn nầm cũng thấy giòn. Cái nầm ấy, thực ra là nói là tươi mà nhập trong ngày thì cái số lượng thì không nhiều, thật sự là không nhiều. Ở cái set của cái bò nướng than hoa này là ngoài một số những cái thịt bò ra, ví dụ như nầm bò rồi cả tim bò, thì ở đây cũng có thêm một tí gọi là thịt lợn ấy. Ba chỉ lợn để cho những anh chị nào hoặc là những để cho mà những ai có thể đến đây ăn mà không ăn được thịt bò thì có thể là lựa chọn ăn thịt lợn. Tâm lý ngon nhở, bán hàng là phải tâm lý với khách chứ. Đúng rồi. Ăn thấy cái nước chấm ở đây sao? Em thấy ngon anh ạ, mà em thích chấm sốt quất này hơn. Sốt quất này thì chắc là sốt quất. Sốt quất còn bên cạnh là sốt me, tẩm ướp cái thịt ở đây này.
mình ăn thì mình cảm thấy nó cũng có cái vị, tức là vị hơi một chút cái vị giềng xả, nhưng mà nó không quá nhiều, không bị nồng lên. Đấy, nó chỉ hơi thoang thoảng thôi, cái sốt ướp của họ, họ tẩm ướp đây. Nên ăn khi mà mình chấm cái gia vị vào thì mình cảm nhận được nhiều cái vị đậm đà hơn, nó đến từ cái nước chấm các bạn. Nhưng mà mình thì lại không thích cái nước chấm này vì nó hơi chua. Nếu như người ta mà giảm một chút cái độ chua của cái nước chấm này đi thì mình nghĩ là đối với mình là tuyệt vời. Rau thì ở đây ngoài cái snack thì họ có kèm thêm cả rau cải đắng. Vậy cải đắng này ăn với bò thì các bạn biết là rất là hợp. Đặc biệt là cái phần u vai gáy của bò mà nướng ấy, xong rồi nướng tái tái vừa tới, xong mình cuốn với cái lá cải đắng này mình ăn thì lại đúng là chất của bò cuốn cải đấy anh ạ. Ở nhà thì bố em lại không ăn được bò. À? Bố em rất là sợ cái mùi của bò ấy. À. Em cũng hơi hơi bị kiểu giống bố là sợ mùi bò. Bình thường đi ăn em cũng không ăn bò đâu, nhưng mà ở đây thì lại không thấy mùi của bò. Thế bình thường đi ăn phở thì em ăn phở gì? Không, em ăn phở gà. Thế thì nếu như mà có lựa chọn giữa bò hoặc là lợn thì em sẽ chọn lợn chứ không chọn bò. À. Thế thì nếu mà hôm nay ăn trải nghiệm bò ở đây thì em thấy bò thế nào? Nó có bị cái nỗi sợ hãi của em không? Em lại không thấy cái mùi bò đấy. Xong rồi thêm cả nước chấm này nữa. Em thấy ngon. Anh thấy em nói theo cái cảm nhận của em, anh thấy là cũng rất là... Mình thấy đúng đấy các bạn. Bởi vì là mình ăn bò ở đây nhưng mà mình không bị thấy cái hương của bò nó nhiều. Hoặc là có thể là do cái tẩm ướp tẩm nó ướp đã đấy, bị áp đi hết cái hương vị của bò. Ba chỉ ở đây thì họ lại thái miếng rất là dày nhỉ? Dày, to. Kinh nghiệm làm review đấy anh ạ. Thế nướng thịt chuyên nghiệp. Tức là ăn thịt nướng này phải cắt miếng dày dày to to đúng không? Chứ cắt nhỏ quá thì nó sẽ bị khô đúng không? Em thấy là mình ăn vừa mồm là được. Nhưng đúng ra là ăn nướng này phải miếng phải to to như thế ăn sướng, đã miệng. Rau sống này mà hơi ít kiểu rau thơm nhỉ, chỉ có mỗi snack với rau cải đúng không? Kể có chút rau thơm nữa thì tuyệt vời. Anh đưa anh chiến đấu đi anh. À, xin mời. Đây, ưu tiên cameraman mà. Cuốn cho cameraman một miếng bò cuốn cải snack. Em mời anh. Chị cảm ơn nhá. Rồi, chiến đấu đi. Chẳng mấy khi bò cuốn lá cải các bạn này. Cameraman nó vất vả lắm ấy. Ăn đi. Đây, anh cuốn cho cô em gái miếng nào. Bảo thấy cuốn cho ông anh mà không cuốn cho cô em. Dỗi. Nhưng mà đúng ăn là nướng theo kiểu này là phải miếng phải to to một chút. Đấy. Hơi phồng mồm một chút nhưng mà nó mới đã miệng. Có khi là anh vẫn phải gọi thêm một chút kiểu là nước chấm mà mắm ớt. Nghe có vẻ mình hơi cổ hủ một chút nhưng mà thực ra là đấy là khẩu vị của mình, riêng mình thôi các bạn ạ. Chứ mình không phải là ăn như thế mới là ngon. Em ơi, em gái có thể cho anh một bát mắm ớt được không? Ừ, cho anh xin bát mắm ớt nhé. Đấy, ăn một lúc, trải nghiệm một lúc thì mình vẫn gọi thêm nước mắm các bạn. Nước mắm là cái mà mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với mình hơn. Ăn như này thì nó sẽ có cái vị thơm của mắm và đậm. Em ăn kim chi này chưa? Chưa. Làm tí kim chi này. Kim chi này anh thấy rất là ngon đấy. Mà được cho cũng nhiều đấy chứ. Vị cay. Hay là có mất tiền gọi thêm không anh? Không, kim chi là nằm kèm trong cái combo này luôn. Thế mà cho nhiều nhỉ? Ừ. Kim chi ngon nhỉ? Kể cả cái vị cay ở cái kim chi này cũng thấy rất là vừa luôn. Rất là hài hòa luôn ấy. Không bị cay quá. Mà vị chua thì nó chỉ hơi râm rớp chua một chút thôi. Thấy phải gấp đôi so với chỗ khác nhỉ? Vâng, nhiều á. Nhưng mà là kèm trong set mà không phải gọi thêm như này là quá nhiều. Ừ, mời mọi người nhé. Ăn cùng với lại thịt nướng ạ. Combo hủy diệt, đỡ ngán hơn bao nhiêu. Ừ. Ăn kiểu này là thấy ngang ngang rồi, ăn thêm cái set lẩu này nữa chắc là cũng ngang hẳn luôn đấy nhỉ? Căng luôn đấy. Nằm luôn đấy chứ không phải là khỏi phải đi. Nhưng mà cũng may là ở đây họ có cái kim chi này để kết hợp ăn cùng. Thực ra bây giờ các quán lẩu nướng là các quán nướng ấy, đa phần là người ta cũng sẽ phải có kim chi hoặc là dưa góp, dưa nộm gì đấy. Hoặc là hoa quả. Ăn thấy cái nước lẩu ở đây vàng không? Vàng anh ạ. Ờ. Em ơi, cái bò này thì là mình trần tái và ăn nhanh nhá, không để lâu là thành bị dai đấy. À, đấy là cái... Em ăn đi. Dạ vâng. Ăn đi. Em sẽ thử chút nước lẩu trước. Ăn cái lẩu bò này là ăn phải đúng cách. Tức là bò cho vào nồi lẩu này là bò ăn đi đâu nhúng đến đấy.
nếu mà cho đổ ao một phát là bò thứ nhất là bị dai. Lúc đấy lại bảo là chê là tại sao lại nhà hàng lại cho mình ăn bò dai. Đúng. Đó. Nước lẩu rất là ngọt các bạn. Mình ăn đây nó có cái vị ngọt của một chút cái vị ngọt của sâm nấm. Giống như là mình cho cái sâm vào trong này. Ở đây họ có ngâm cái đông trùng hạ thảo. Ăn thật sự nước rất là ngọt. Nó thơm cái vị của sâm ấy các bạn. Ngọt thanh. Như ngọt thanh mát chứ không bị kiểu nặng cái vị của gia vị. Anh ơi. Đây. Không có, anh phải làm miếng đuôi mới xuống. Đây anh gắp cho em gái anh. Sách. Sách đây là trong cái sách này có cả dạ guốc ạ. Anh em mình hôm nay là đi quay bò mới lại trải nghiệm món bò hơi nhiều đấy. Ăn lúc này thì nó chưa mềm. Nó hơi dai một chút nhưng mà mình nhai thì mình lại cảm nhận được được cái độ giòn của cái sách này. Dạ guốc thì đúng hơn. Những cái món mà ăn lẩu bò như này thì bản chất là nó chín nhanh. Mình không thể để lâu được. Không, để lâu sẽ có món thì chín nhanh. Em ơi, anh hỏi là có cái nước chấm của cái lẩu đó, tương hay là muối chanh ớt ạ? Bình thường cái lẩu này thì mình sẽ chấm cái gia vị gì? Muối chanh ớt ạ. Nhà mình không có tương hả? Dạ không ạ. Chỉ là chấm tùy vào sở thích của khách ạ. Chỉ tức là quán nhà mình là phục vụ là chấm muối chanh ớt đúng không? Dạ, vâng ạ. Thế thì em cho anh muối chanh ớt đi nhá. Bò thì thường là sẽ đi với tương gừng. Đánh giá nước lẩu ngon này. Đặc sắc nước lẩu ông Tì Bà. Tại sao gọi là lẩu ông Tì Bà thì lúc nãy anh bếp anh có chia sẻ là trong này ngoài hầm bằng xương tủy thì họ có ninh thêm cả súng đạn rồi thuốc bắc, không phải thuốc bắc mà là táo đỏ với lại cái đông trùng hạ thảo này, nhiều gia vị thuốc nữa. Đấy là bí quyết của người ta nên là để tạo ra một nước vàng ngon như thế này. Nước ngọt đấy. Thật sự đánh giá nước rất là ngon, nước lẩu ngon. Mà ăn cái sách dày nhưng mà nó không bị dai, nó giòn. Tức là thời điểm này thì nó đang khó cắn hơn, nhưng mà vẫn đạt được cái độ giòn. Em thấy nó giòn. Mình thấy ít khi là có cái quán bò nào mà lại còn nồi lẩu lại cho thêm cái mướp này. Em thấy, bình thường em đi qua không có. Đấy. Cái mướp này là nó là một thứ rau thôi, cho vào ra là mướp nó cũng để làm ngọt thêm nước. Chứ còn nếu mà để thơm thì với cái vài lát mướp này nó không thể thơm được cái nước dùng này. Mà bản chất cái nước dùng này là họ đã chế biến từ ban đầu, nó đã không có độ gây của xương bò rồi. Thêm nữa là họ cũng đã hầm với lại cái đông trùng hạ thảo này, táo đỏ và xương thịt nữa, gầu nạm các thứ nữa thì mới tạo ra được cái độ ngọt của nước chứ anh, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nước này thì thật sự là mình thấy ngon đấy. Ăn cho rau rồi đi. Anh em thấy có cái rau này lạ. Đợi anh chờ nào. Wow. Nhìn như lá đu đủ các bạn. Đúng không em? Vâng. Em thấy giống sắn. Cái này là giống sắn á. Thì cũng sắn cũng giống mà đu đủ cũng giống nhỉ. Em ăn lần nào rau này chưa? Em chưa, lần đầu tiên em thấy. Công nhận là mỗi một nhà hàng sẽ có một cái rau nó hương tạo nên cái độ đặc trưng riêng. Cái rau này ăn nó rất là giòn. Nhờ, từ giòn từ cuộng từ lá luôn. Là các bạn ăn rau này nếu như để mà kỹ một chút thì nó sẽ hơi bị nhũn. Nhưng mà nếu mà nhúng qua kiểu như này xong vớt ra ăn luôn ấy, rau thật sự rất là giòn. Ăn thì cái vị nó không có vị đắng nhưng mà nó hơi có cái vị hậu vị của nó là hơi ngọt ngọt. Hơi ngọt một chút. Lạ, rau này rất là lạ luôn. Là rau này ở bên Lào à? Cũng không biết nhưng mà người ta gọi là rau rau ngót Lào. Chắc là của bên Lào. Cái rau này là theo chia sẻ của anh ở đây là được trồng ở bên Long Biên. Trồng ở vườn nhà anh ấy. Anh hỏi thông tin từ đâu nhanh nhá. Đó là mình nhờ tí. Bây giờ mà mình muốn dùng tương thì nhà mình muốn có tương bẩn không? Và cả có cho mình bát tương. Cho anh hai bát tương, tương gừng nhá. Tương gừng. Tương có gừng. Cái mình thấy lạ là ở đây là nước chấm họ lại là muối ớt. Đúng ra là bò trâu là phải đi với tương nó mới hợp đúng không? Thực là thịt chỉ cần tươi là ngon rồi. Nhưng mà đánh giá lẩu có ngon hay không là phải là ở nước dùng nữa. Cái nước lẩu này thật sự ăn nó rất là ngọt, mát, ngọt thanh ấy. Nó không bị nặng quá cái hương vị của những cái gia giảm khác. Đặc biệt là ở đây người ta cũng có cho cái đông trùng hạ thảo vào. Nhưng cái đông trùng hạ thảo này nó chỉ làm thơm cái nước
và làm ngọt cái nước lên thôi, chứ nó không bị át đi quá cái vị của cái nước lẩu bò. Nên nếu như mà người ta lợi dụng mà cho nhiều quá cái táo này hoặc là cái đông trùng hạ thảo này thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng là nước lẩu bị hắc. Nhưng nếu nước lẩu đây nó có cái hương thơm, khi thoảng ngửi qua thì mình cảm nhận như là mình đang ăn cái nước lẩu mà có cái sâm trong này. Em nghĩ là em sẽ quay lại đây à. Mà chắc là em sẽ ăn lẩu. Ăn lẩu đúng không? Nướng thì em thấy nó kiểu nó cũng chỉ theo vị ướp thôi. Còn lẩu nếu mà để ăn thì sẽ thấy được vị của nó nhiều hơn. Với mức giá này mà trong cái không gian như này thì quá ok. Không gian sang trọng, sạch sẽ nhỉ? Thì mình thấy rất là hợp lý luôn. Thì đấy là những cái chia sẻ của anh em mình thôi. Thì bạn nào mà ở gần khu vực này hoặc là có dịp ghé ngang qua đây, các bạn có thể tới cái địa chỉ là 91 đường Võ Thị Sáu, ghé qua cái quán bò Ba Xu để trải nghiệm các cái món ăn về nướng và lẩu ở đây. Và mình có một cái khuyến khích là các bạn lên đây các bạn nên ăn lẩu. Mình nghĩ là cái thời tiết mùa hè này ăn lẩu, nhưng mà cái không gian đây mát mà ăn cũng hợp lý hơn là ăn nướng đấy nhỉ. Nướng thì phù hợp vào mùa đông hơn. Thì các bạn đừng quên nhấn cho mình một nút đăng ký của kênh Việt Food và em An TikTok là Bảo An. Đấy. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nhé. Chào mọi người.